bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Stephen A. Smith của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để làm một chiếc vòng tay mang tên của một MC, đó là Stephen A. Smith. Và để làm cái vòng tay này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các cái phần nguyên liệu như sau này. Trước tiên là mình sẽ có một cái kim này. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái cuộn dây chun nhé. Một cái cuộn dây chun màu trắng này. Một chiếc kéo này. Đây sẽ là cái phần chữ. Chữ thì mình có thể ghép được thành cái tên đúng không? Và hạt vòng. Đây là cái phần dây thì mình sẽ lấy một đoạn nhé. Mình sẽ buộc cái phần bên dưới của nó vào như này. Bây giờ thì mình sẽ lấy các cái hạt vòng. Hồng đi. Sau đó là màu xanh dương. Màu cam. Bây giờ mình sẽ ghép cái chữ Stephen A. Smith. Chữ S. T này. E. Chữ P. H này. Này. N. Stephen. Chữ A. A. Smith. Chữ Smith thì nó sẽ có 5 chữ cái. S. Này. Y này. T này.
chiếc hát. Stephen A. Smith. Bây giờ thì mình sẽ ghép các cái chữ đó vào với cái phần dây này. Kết hợp với cái phần hạt vòng màu đen nhỏ như này.